Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em cách tạo hộp thư Gmail đối với những em mà không biết tạo ha. Chúng ta vào thanh địa chỉ gõ google.com.vn, nó sẽ ra cái trang web này ha. Trình duyệt nào cũng vậy thôi, rồi các em nhấp vào Gmail đó. Ở đây nó ra tiếng Anh không à, thì các em nhấp vào cái dòng này nè, create account, có nghĩa là tạo tài khoản mới đó. Nhấp vào đây rồi các em chọn họ và tên của các em, ví dụ như là Bùi Thoại. Bùi Thoại Tường Lam chẳng hạn. Rồi các em chọn cái tên hộp mail của các em, ví dụ như là Bùi Thoại Tường Lam. Bùi Thoại Tường Lam. Giả sử nó bị trùng, giờ thầy lấy cái tên dễ trùng đi ha. Tường Lam chẳng hạn. Thế nào cũng bị trùng. Không. That username is taken. Try another. Có nghĩa là cái tên này bị trùng rồi, mình phải lấy tên khác. Thường thường các em sẽ thêm năm vô, thêm số vô, ví dụ như là Tường Lam 2016 chẳng hạn. Còn nay Bùi Thoại Tường Lam là hên quá, nó không có bị trùng nha. Rồi thì lấy Tường Lam 2017 đi, bị trùng ha. Tường Lam 2611 2016 chẳng hạn. Rồi mật khẩu thì các em chọn mật khẩu gì cho nó mạnh mạnh một xíu, mà phải nhớ nè, lấy sổ ra ghi đàng hoàng nè, có là quên á. Giờ thầy gõ mật khẩu là 1 2 3 4 5. Rồi 6 7 8 9 0 chẳng hạn. Mật khẩu này nó kiểu yếu, weak, yếu. Làm lại mật khẩu khác cho nó mạnh đi. Là 1 2 3 4 5 A B C D E. Vẫn yếu em. 1 2 3 4 5. Chữ A ha. Ngày sinh nhật thì các em chọn đại đi. Ngày 1 tháng 1. Rồi các em cố gắng lấy cái năm sinh cho nó cao cao xíu thôi, nó không cho các em tạo mail á. Các em lấy đủ 20 tuổi đi. Năm nay là năm 16, vậy các em cho các em sinh năm 2000 đi. Là 16 tuổi. Sợ nó vẫn không cho nha. Cho 1996 đó. Cho đủ 20 tuổi ha. Female, male là nam hay nữ. Còn nếu các em không thích nam, không thích nữ, các em chọn order, giới tính khác ha. Tôi chọn male. Rồi số điện thoại. Số điện thoại này nó, các em nhập số điện thoại của ba hoặc mẹ các em vô để nó đòi xác minh nữa. 2 cái này mình không nhập thử coi nó có chịu không. Hồi xưa là nó chịu, còn bây giờ không biết có chịu không. À không cần cũng được em. Kéo xuống, kéo cái thanh trượt này xuống đây thì cái nút I agree này nó mới, tôi đồng ý, nó mới sáng lên. Cái để này nó không có sáng à. Kéo xuống coi như mình đọc hướng dẫn hết rồi. Và nhấp I agree. Rồi, đã đến được hộp thư.
Can't nail to Kimmel. Đó, các em nhớ nè, hộp thư của các em là Tường Lam 2611-2016. Mật khẩu là 12345. A. 5 chữ A ha. Rồi, bây giờ các em soạn thư, ấn nút compose hay là soạn, soạn. Các em gửi thư tới thầy Vui Như Luận a@gmail.com. Là gửi những cái thông tin giống như trên web mà thầy đã yêu cầu đó. Ví dụ như các em đăng ký khóa luyện thi lớp 6 đi ha. Các em lên trang web của thầy, các em nhấp vô khai giảng các khóa luyện thi nè. Rồi. Đăng ký học khóa 6 viện V61. V61 cho khối 6. Nhấp vô. Đó thì nó hướng dẫn kỹ nè. Rồi các em copy cái này vô bôi đen, copy ha. Copy bên phải, copy rồi đem qua dán vô hộp thư nè. Để cái tên của bức thư các em gõ là đăng ký học khóa V61 nữa. Họ tên Nguyễn Văn A chẳng hạn. Nguyễn Văn A, số điện thoại liên hệ 0903 777 888. Email là các em lấy cái email này, Tường Lam ha. Tên là Bùi Thoại Tường Lan à. Khóa học là V61. Em phải gọi cho đúng chứ lỡ thầy mở lộn cái khóa của lớp 9 là cái bó tay luôn ha. Trường trung cơ sở đang học Trần Phú thế này. Lớp 6 à 5 vậy ha. Rồi. Tỉnh thành phố ví dụ như là Lâm Đồng hay là Nghệ An gì đó. Đó. Mã thẻ cào điện thoại thì các em lưu, các em gõ cái mã mà trong cái thẻ điện thoại mà các em mua mà các em đã nạp vô trang web của thầy đó. Ví dụ như là 0223457148 gì đó. Đó. Ví dụ thôi. Gõ cho đúng nè, cái này mà thầy dò thầy thấy không đúng cái mà các em đã nạp ở cái trang web đăng ký của thầy là thầy không có mở cho các em học đâu, cái này không có dối được đâu ha. Rồi sau đó các em gửi thôi, gửi thư cho thầy xem. Rồi các em nhấp vô cái thư đã gửi nè. More Sent mail có nghĩa là những cái lá thư đã gửi. Thì các em thấy có một cái thư các em gửi thầy đây nè, là coi như xong rồi đó. Rồi các em chờ đợi ha. Chờ đợi trong ngày là thầy sẽ gửi thông báo lại cái đường link liên kết để cho các em học thôi. Vậy thôi, rất đơn giản nha. Các em nhớ đăng xuất nha. Vào hộp mail rồi phải tập thói quen đăng xuất. Và trước hết là các em phải lấy sổ ra ghi lại mật khẩu đi nha. Nhớ đăng xuất. Còn cái nạp thẻ thì dễ thôi. Đây đăng ký khóa V61 phải không?
Thì đây nó có cái nút lên đầu phí nè, cái nhấp vô đây thì nó sẽ hiện lên cái trang này đó. Cái nhìn cho đúng buổi ngôn luận này, số điện thoại đúng của thầy luôn nè. Rồi cái thẻ các em mua là thẻ Viettel hay là Vinaphone hay là Mobifone thì các em chọn đúng một trong ba cái này ha. Đó, nhấp vô đây. Ví dụ các em mua thẻ Mobi chẳng hạn, thì các em cào cái lớp bạc ra đi, rồi các em gõ cái số thẻ vô đây. Đó, số thẻ vô đây. Nhớ ghi cái này lại ở trong sổ nha, sau này gửi mail thầy ha. Còn số seri thì trên thẻ nó có, trên thẻ nó có số seri. Ví dụ nha, ví dụ thầy lấy thẻ Mobifone này. Thẻ Mobifone hình ảnh chẳng hạn, nó đơn giản rồi. Thì đây là cái mã pin này. Mã pin này kia. Còn đây là cái số seri, hai cái này khác nhau ha. Mã pin là cái phải cào ra nó mới lộ ra, còn số seri nó nằm sẵn đây rồi. Đó, cái em nhập mã pin sau khi cào vô đây, còn số seri nhập vô đây. Rồi dưới này cái em gõ là KEVN thôi. Rồi nhớ nhấp cái nút này, nút gạch thẻ ha. Nếu cái em nhập đúng thì sau khi ấn nút gạch thẻ thì trên này nó sẽ kêu là nạp thẻ thành công. Nếu trên này kêu nạp thẻ thành công là coi như ok đó ha. Vậy các em nhé. Rồi, chúc các em có những cái khóa học sắp tới với thầy một cách là hiệu quả, và đi thi sẽ đạt hiệu quả cao hơn, và chắc chắn là như thế nếu các em học hành nghiêm túc. Và thầy sẽ còn ra nhiều khóa học khác nữa để có thể luyện thi các cấp, Vlogbit trên mạng nè, rồi thi toán học sinh giỏi các cấp, thi trường chuyên lớp 10 vân vân. Cái đó thì chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Chào tạm biệt các em.